Honda Future 125 lên thắng địa xong, Nissan tại tiệm sửa xe khách đang lắp ráp nha anh em. Nay là ngày 14 tháng 1 rồi nha, còn mấy ngày nữa Tết anh em tranh thủ qua sớm ha, lên full bộ Nissan vàng nha anh em. Heo đúng Nissan của Nhật nha anh em, bao ngoài lãnh đạo cho anh em ha. Anh em tới địa chỉ 462-15 đường 3 tháng 2 phường 2 quận 10 nha anh em. Có bán có ráp hết cho anh em luôn. Còn anh em ở xa liên hệ ở Khánh ha, 038-9910-535. Nhận ship Hàn Quốc cho anh em nha. Tiêu chờ 125 FI nè ha. Xe lên rất là nhiều rồi. Có nhận làm nồi làm máy sơn xe dọn kiển cho anh em cho Tết ha. Nhận nó gấp máy lên full 125, 135, 150, 175, 200, 250 nha nè. Future 125 FI lên full bộ để sau Nissan tại tiệm sửa xe khách. Anh em ở xa không tới được tiệm thì liên hệ Khánh em mua phụ tùng ha. Số điện thoại Khánh 038-9910-535. Nhận ship Hàn Quốc nha anh em. Có bán có ráp nha em, nguyên bộ đầy đủ ha. Rồi, chào tất cả anh em.